Hello anh em, Guido này hướng dẫn cho anh em làm cái GX bản V24.1. Đây là bản đầu tiên luôn, V24.1, bản 8 kênh điều khiển, sử dụng cái module GF24 đen. Đây, module GF24 đen. Thì cái video này là hướng dẫn cho các bạn cái kết nối dây, đi dây rồi này nọ. Còn về cái phần mềm, cái firmware thì sẽ tùy cái phiên bản TX mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp cái firmware tương ứng ha. Cái video này chỉ hướng dẫn cho các bạn đi dây, kết nối dây, làm cái phần hardware, tức là mình kết nối dây như thế nào thôi. Còn về cái phần mềm, cái firmware thì tùy cái phiên bản TX nào thì mình sẽ nạp cái firmware tương ứng cho nó. Bản này là bản 8 kênh nha, 8 kênh. Đây là phiên bản đầu tiên luôn. Rồi bây giờ linh kiện thì có một mình V1, 2 VGX24 chấm 1, V24.1 thì sẽ dùng Aono Nano nè. Một cái module RF24 thì chủ yếu cái module để các bạn coi chân thôi. Rồi, một cái chân nguồn. Cái này các bạn sử dụng Domino hay dùng cái gì cũng được để làm cái giắc nguồn thôi. Rồi hai cái mặt hạ áp, một cái là hạ áp xuống 3.3, cái hạ áp xuống 3.3 này để cắt nguồn cho cái module GF này. Một cái hạ áp là từ 7 tới 20V xuống 5V. Thì cái thằng này nó sẽ cắt nguồn nó ra 5V. Sau đó các bạn có thể lấy 5V này các bạn hạ áp xuống 3.3, hoặc là các bạn lấy trực tiếp nguồn từ 7 đến 20V xuống 3.3 luôn, nhưng mà nên là hạ áp từ 7 đến 20V qua mặt hạ áp này xuống 5V. Sau lấy 5V cắt cho này, hạ áp xuống 3.3 cắt cho module GF. Thì 5V hạ áp xuống 5V sẽ cắt cho Aono. Còn nếu như mà các bạn sử dụng mà GC á, dùng EC á, thì EC nó đã cắt nguồn luôn rồi. Thì tí mình nói cho phần đó sau, trước mắt là các bạn sẽ làm phần này. Mình sẽ hàng lên. Đấy. Nó sẽ nằm như này ha. Các bạn sắp xếp sao cho nó gọn thôi. Xong rồi cần có hàng rào. Hàng rào được cái rồi nè. Rồi đây mình sẽ nói sơ qua về cái kết nối dây ha. Đây, bản GX 8 kênh 24.1. Bo GF đen. Mình sử dụng Aono Nano nè. GF24 đen nè, hai mặt hạ áp, một mặt hạ áp á, là xuống 5V cho Aono và server, một mặt hạ áp á, là 5V xuống 3.3 cho con GF24. Thì cái mặt hạ áp xuống 5V cho Aono thì nên dùng loại 3A, nói chung là dùng 3A, 5A trở lên. Còn hạ áp từ 5V xuống 3.3 cho GF24 á, thì các bạn dùng tầm 1A là được rồi, dư sức rồi. Rồi, kết nối á, thì hai cái mặt hạ áp thì các bạn biết rồi ha. Các bạn nhớ là nói mát chung thôi, tất cả các cái chân GND, chân mát đều nói chung lại nhau hết. Rồi, cái con GF24 thì phải thêm một cái tụ 10-20 microfarad. Đây, có một con tụ này các bạn ha. Các bạn thêm vô cái chân nguồn, cái chân nguồn của con GF24, 10-20 microfarad. Rồi, GF, đây là sơ đồ kết nối chân của GF nè. Đấy. Rồi, đây là cái kênh, thì có 8 kênh đúng không? Bắt đầu nói từ A0 cho tới A5, kênh số 7 là chân số 4, kênh số 8 là nói chân số 5. Còn kênh 1 tới kênh 6 là nói cái chân A ha, A0 cho tới A5. Rồi, sẽ có một cái chân là connect, là nói vô chân số 3. Đây là chân connect nè. Thì chân connect sẽ có hai chân ha các bạn. Cái giáp connect có hai chân, một chân là nối vô GND, một chân là nối vô chân số 3. Đây. Đấy, nói chung là nó có hai chân, một chân các bạn nối vô D3, một chân các bạn nối vô GND là ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái sơ đồ. Mình có vẽ cái schematic cơ bản như thế này để cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì cái GX V24.1 mình có hai GX đúng không? Bản V24.1 là 8 kênh, V24.2 là 10 kênh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, đây là bản chấm 1, 8 kênh nè. Thì nguồn thì ở đây sử dụng nguồn 92V qua một cái mạch hạ áp. Cái mạch hạ áp này thì các bạn dùng mạch hạ áp nào cũng được, miễn sao á là nó từ 1 đến 3A. Cái dòng của nó từ 1 đến 3A và các bạn hạ áp xuống 5V là ok, được chưa? Mạch hạ áp này nó sẽ cắt nguồn cho cái mạch hạ áp trên đây là 3.3. Thì đây là một cái mạch hạ áp nữa, mạch hạ áp 3.3. Đồng thời nó cắt nguồn cho con Aono, và đồng thời á cái chân của chân output, cái chân mà kết nối ra cái chân là output á, cái chân GX á, cái chân của GX á, chân kết nối cho peripheral cho các ngoại vi á, để kết nối server, kết nối EC rồi nọ, là cái dãy bên đây là 8 kênh nè, 8 kênh điều khiển của mình nè. Thì nó cũng dùng nguồn 5V và dùng nguồn từ cái mạch hạ áp này, được chưa? Tức là cái mạch hạ áp này các bạn sẽ đầu tiên là Aono, Aono các bạn sẽ cắm vô cái output của mạch hạ áp sẽ vô GND với cái chân Win, các bạn nhớ là Win nha. Các bạn cắm vô 5V của Aono nha, cắm vô Win rồi. Cái mạch hạ áp này là một mạch hạ áp 3.3, thì các bạn dùng mạch hạ áp nào cũng được, loại nào cũng được. Ở đây mình sẽ dùng cái mạch một cái module là AMS117 3.3, thì tầm 1A, tầm mình không nhớ rõ nữa, tầm 700mA hay 1A gì đó, tầm đấy. Rồi, nguồn 5V, nguồn vào VIN là 5V, nguồn output là 3V, được chưa? Thì cái 3.3 này nè, các bạn sẽ cắt nguồn cho con GF, đây là NGF là nguồn 3.3. Nhớ là hai cái chân nguồn của NGF các bạn phải thêm một cái công tụ 10 đến 20 microfarad, bao nhiêu volt, tầm 10 đến 50V. Là ok, 10-50V, 10 còn điện dung là 10 đến 20 microfarad, được chưa? Rồi, một cái dùm
một cái chân dung. Thì cái chân dung thì bản chất nó chỉ là một cái hàng rào, các bạn lấy cái hàng rào thôi, xong rồi các bạn hàng vô một chân là nó câu vô GND, một chân là câu vô cái chân số 3. Rồi đây là cái chân cắm server của mình, cái chân output. Thì đây là chân tín hiệu A0, A1, A2, A3 nè, cái chân tín hiệu. Rồi cái chân 5 won và cái chân GND, và các bạn lưu ý là tất cả cái chân GND này đều câu chung lại với nhau các bạn. GND cái chân dây màu đen nè, là chân GND câu chung lại nhau hết. Rồi cái còn lại là cái chân tín hiệu, cái chân số này là chân tín hiệu, là các bạn sẽ câu vô cái Arduino á. Các bạn câu vô ví dụ A5 này là các bạn câu vô cái chân A5 của Arduino. Chân số 3 là các bạn câu vô cái chân số 3 của Arduino. Rồi vậy thôi. Ok anh em, thì nó đang có một cái vấn đề mình bị nhầm chỗ này là cả cái GX. Đây GX, đây là GX V1 8 kênh. GX V2 10 kênh này, thì cả hai cái GX này nè, cái nguồn á, cái nguồn của mặt hạ áp á. Đây, cái mặt hạ áp xuống 5V nè. Thì cái nguồn của cái mặt hạ áp xuống 5V nó cấp nguồn cho cái Arduino nè, là các bạn phải cấp vô cái chân V in. Đây trên cái bo nó có một chân V in nè. Đấy, chứ không phải cấp vô cái chân 5V. Thì cái bo 10 kênh cũng vậy nha các bạn, mình đang bị nhầm là mình đang cấp cái nguồn hạ áp, nguồn hạ áp 5V nè, mình đang cấp nó vô cái chân là 5V của Arduino. Thì các bạn phải câu vô chân V in mới đúng. Nguồn cấp cho Arduino là mặt hạ áp xuống 5V, câu vô chân V in mới đúng nha. Tại vì các bạn câu vô 5V á, khi mà điều khiển mấy cái động cơ server lớn á, nó bị sụp áp, nó ảnh hưởng tới chip. Đây. Cái sơ đồ mình mới sửa lại nè, hạ áp từ 720V xuống 5V câu vô cái chân V in mới đúng nha. Cả GX 10 kênh và GX 8 kênh V1 V2 á. Đây là kèm matrix nè. Đấy kèm matrix. 5V câu vô V in nè các bạn ha. Câu vô V in mới đúng. Thì cái dãy này nè các bạn, cái dãy này cái chân cộng của cái jack server nè. Của cái jack ra kênh á là đi chung với cái đường đó, đi chung với cái đường V in này. Nói chung là sẽ không câu vô 5V của Arduino là được. Còn lại là cái hạ áp đó là sẽ câu vô cái đường V in này, rồi câu vô cái đường nguyên cái dãy này, nguyên cái dãy cấp, nguyên dãy ao á. Đấy nè, tức là đây là cái đường đây hạ áp nè, nguồn nè, vô mặt hạ áp xuống 5V là câu vô V in nè các bạn không, V in. Và cái chân này nè là nó nối với cái chân của cái jack đây, cái jack ga của cái kênh á, jack ga nè, 5V nè các bạn ha. Không đụng gì tới 5V của Arduino nè, mình không câu vô 5V Arduino nó bị sụp áp. Rồi mình bổ sung chỗ này thôi. Rồi đây mình hàng nó như thế này ha. Đây là thả áp nè, đây cái giấc nguồn nè. Còn cái giải bên đây á, là tí nữa sẽ hàng cái hàng rào để làm các cái kênh cắm server rồi này nọ đó. Hàng rào bên đây. Rồi đây hạ áp, đây là hạ áp 5V, hạ áp 3V3 đó. Còn cái chân là con GF là sẽ cắm vô đây. Đấy, các bạn nên là hàng chết luôn nha, hàng chân dính luôn, hàng con GF vô luôn á. Tại vì ở đây mình làm xong thì mình cũng sẽ mình làm demo cho các bạn thôi, nên là mình làm xong mình cũng sẽ tháo ra, nên là mình sẽ hàng cái hàng gào để mình cắm. Tuy nhiên là các bạn nên cái con GF á, thì các bạn nên hàng xuống bo luôn để cho nó chống nhiễu tốt, nó không bị rung á. Rồi nó rung là sẽ bị nhiễu, tại cái chuẩn giao tiếp nó là chuẩn SPI mà, nó tốc độ cao nên là nó sẽ dễ bị nhiễu. Đấy, rồi xong rồi do là như thế này nên là các bạn nên, khi mà các bạn nhớ quấn băng keo cái mặt ở dưới này để đừng cho nó chạm xuống cái hai cái bo bên dưới. Đấy, ở đây mình có hàng một cái con tụ. Thì cái module này để mình coi chân thôi, còn mình sẽ không sử dụng cái module này, mình dùng module khác. Nó không có hàng sẵn tụ ha, tụ 10 microfarad. Hàng vô chân nguồn đó thôi, hàng vô cộng trừ. Và tụ thì bao nhiêu won cũng được, 10 won, tầm 30 won, 50 won là 10 microfarad ha. Quan trọng là cái điện dung của nó. Rồi đây các bạn, vừa mới test xong. Mình hàng xong hết rồi, vừa mới test xong đo nguồn rồi nè, ok rồi. Đây là cái 8 kênh của mình nè, 8 kênh. Rồi cái zoom này là cái zoom mà để mà connect á, là chip kết nối 8 kênh, 1 tới 8. Rồi cộng trừ cái dãy ở bên đây nè, các bạn lấy một cái con server ra. Đây, bạn lấy một con server ra, các bạn làm cái dây chuẩn. Để các bạn coi cái dây thôi. Cái dây giữa màu đỏ là dây 5V, dây màu nâu là dây âm, được chưa? Và nó sẽ cắm vô như thế này. Đấy. Cái dãy bìa ngoài thì nguyên cái dãy bìa này nè, và nguyên dãy bìa giữa các bạn nối lại nha, nguyên dãy bìa là dây âm và GND, nối vô GND, nối GND chung nha. Các bạn nhớ là tất cả GND nối chung lại nhau hết, GND của nguồn nè, GND của nguồn vào, rồi GND của cái mạch hạ áp rồi nọ là nói chung lại nhau hết. Còn cộng trừ còn chân dương chân cộng á, thì cái nào ra cái đó, 5V ra 5V, 3V 3 ra 3V 3, được chưa? Đây, nguyên cái dãy giữa là sẽ nối chung lại nhau, là ra cộng là nối với 5V. Rồi nguyên cái dãy bên ngoài là dây âm là nói với GND. Rồi thì cái cộng này nè, nó sẽ nói vô 5V của Arduino luôn. Thì có nghĩa là nếu như các bạn sẽ dùng EC á, dùng EC cho GC á, thì các bạn sẽ không có cần dùng cái nguồn này, không cần dùng tới cái mặt hạ áp này. Các bạn cắm EC vô chân số 3, chân nào cũng được. Là tại vì cái EC á, cái chân của EC á, là nó đã có nguồn rồi, nó sẽ cấp nguồn cho Arduino luôn, cấp nguồn cho cái mặt hạ áp bên đây luôn. Rồi các bạn nhớ cái mặt hạ áp này các bạn lấy 5V nha.
cái VIN của hãng app 3.3 nè là các bạn lấy từ 5W. 5W này, cái đường 5W á, cái đường 5W là nói chung lại nhau hết, nói 5W vô Auno và 5W Auno nói vô mặt hãng app 5W bên đây. Cái nguồn này là cái nguồn từ cái pin, ví dụ là pin 12W, nó qua mặt hãng app này, hãng app xuống 5W nó sẽ cấp cho cái dãy server bên đây và nó cấp cho Auno luôn. Đồng thời 5W nó sẽ cấp cho cái mặt hãng app 3.3 luôn. Hãng app 3.3 là cấp cho con GF. Đây con GF nè, nó cắm như thế này. Đấy. Rồi các bạn hàng xong thì các bạn nhớ đo chân rồi này, lo lại nha, đo xem nó có đúng hay không. Đây cái mặt dưới nè, mặt dưới đấy, cái mặt dưới thì các bạn nên đổ keo, các bạn đổ keo lại ha, rồi nhớ đo này nọ coi nó có chạm này ha, có chạm gì không. Còn mà ví dụ các bạn xong rồi các bạn cấp nguồn lên mà thấy nó bốc khói là hiểu rồi ha, thì tại vì mình hàng thủ công mà nên là nhớ đo xem có chạm gì không. Ok, thì đây là cấp nguồn ha. Ví dụ như các bạn dùng cho GC á thì các bạn thường là có con SC đúng không, SC thì nó có bét sẵn rồi, nó có cấp nguồn sẵn 5W 3A luôn nè. Đấy thì các bạn cứ cắm vô, cắm chân nào cũng được. Thường là các bạn cắm kênh số 3 đúng không? Kênh số 3 là kênh điều khiển ga. Còn ở đây thì tất cả các cái chân nguồn của nó, chân cộng là nói chung là ở nhau, chân âm nói chung là ở nhau. Thì các bạn cắm vô chỗ nào cũng được, thì các bạn cấp nguồn thì cấp bình thường thôi. Đấy, là nó sẽ có nguồn cho nguyên cái mạch luôn. Nó có nguồn cho nguyên mạch. Đây. Đấy, nếu như mà xài cho GC thì cứ lấy ESC cắm vô thôi. Rồi đây là nếu như mà các bạn không sử dụng ESC đúng không? Đây, các bạn không sử dụng ESC thì các bạn sẽ cấp nguồn trực tiếp vô cái giắc này. Nguồn 12V, 18V, 20V gì đấy. Đây. Đấy, thì nhiều khi các bạn làm mấy cái project rồi này nọ mà không có sử dụng ESC, không có liên quan gì tới ESC. Thì các bạn có thể cấp nguồn trực tiếp vô đây 12V, 24V hay gì đấy. Từ 7 tới 20V, 24V gì đấy. Nói chung là trong cái phạm vi của cái mạch hạ áp này. Đó, nó sẽ hạ áp xuống, nó cấp nguồn cho Auno, cấp nguồn cho GF. Đấy, còn không á thì các bạn sẽ phải cấp nguồn 5V vào cái chân này. Đúng không? Cấp nguồn đúng 5V mới được nha. Cấp nguồn 5V vô cái chân này. Là tại vì giống như EC thôi, EC nó có cái bét 5V 3A nè. Thì thực chất á là nó khi mà các bạn cắm pin vô. Các bạn cắm pin vô EC thì cái chân này nó ra 5V thôi. Thì các bạn sẽ cấp vô đây. Còn không thì các bạn có thể những cái dự án, những cái project mà không có dùng EC các bạn cấp nguồn như thế này. Rồi mình nói về cái vấn đề kết nối tí, thì tức là ở đây mình làm demo cho bạn nên là cái con GF nè, các bạn thấy mình dùng giắc cắm không? Đây mình dùng hàng rào mình cắm. Đấy mình dùng hàng rào mình cắm như thế này nè. Thì cái việc cắm như thế này nè nó rất là dễ bị rung, các bạn thấy nó rung nè, nó lắc nè, thấy không? Thì nó rất là dễ bị nhiễu. Tại vì cái con GF là sử dụng chuẩn giao tiếp là HDI, chuẩn giao tiếp tốc độ cao, nó cực kỳ dễ bị nhiễu. Thành ra nếu như các bạn xem làm xác định là làm dùng lâu dài á, mình chơi lâu dài, chơi máy bay rồi này nọ đó, thì các bạn nên hàng con GF này, các bạn nên hàng chắc xuống như thế này. Hàng xuống cái bo, hàng cứng luôn, hàng chết luôn, được chưa? Đặc biệt là hai cái chân Misomoshi, hai chân Misomoshi là hai cái chân truyền data, chân lock luôn, chân SCK là chân lock á, là những cái chân đấy cực kỳ quan trọng. Rồi. Ở đây mình làm demo á, thì khả năng cao là làm xong thì mình cũng sẽ tháo ra, nên là mình chỉ làm demo như này thôi. Đấy. Ha, rồi các bạn chú ý nhớ thêm con tụ 10 đến 20 microfarad, thì con tụ tầm cái won không quan trọng, các bạn tầm 30, 50 won đều được. Cái tụ là quan trọng là cái điện dung. Rồi. Cái mặt sau thì mình làm như thế này thôi, mặt sau thì mình cứ câu dây rồi mình hàng như thế này. Các bạn chú ý là cái dây, sử dụng cái dây tín hiệu thì cái dây càng nhỏ càng tốt ha, càng nhỏ càng tốt. Và đi dây càng ngắn càng tốt, đặc biệt là cái module GF nè, cái chân tín hiệu của module GF thì các bạn đi dây càng ngắn càng tốt. Và cái dây nó càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ chống nhiễu càng tốt. Rồi cái này sau khi mà làm xong thì các bạn nên đổ keo. Cái này mình chưa đổ keo, tí nữa đổ keo sao. Các bạn nên xịt keo nến hay gì đấy, đổ keo lên để cho nó chắc cái sợi dây lại, chứ để gì nó nhiều khi nó bị vướng á. Này các bạn thấy cái module của mình nó bị rung nữa bạn không? Nó rung như thế này là rất là dễ bị nhiễu luôn. Nó bị nhiễu là nó sẽ bị mất kết nối á. Thành ra là các bạn xử lý chỗ này, các bạn chim chỗ này sao đấy, thì mình xử lý cho nó cứng lại rồi nên hàng chết luôn. Rồi thì cái con GX này nó đơn giản như thế. Thì về firmware thì cứ cái phiên bản TX nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp cái firmware tương ứng thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share và subscribe kênh nhé.